Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm một tác phẩm tiểu cảnh bonsai từ những đồ tận dụng, đồ hư ở nhà nha mọi người. Mọi người cùng xem nha. Xin chào mọi người nha. Mình vừa hoàn thành xong một tác phẩm bonsai tiểu cảnh nha mọi người. Tác phẩm này mình tận dụng những đồ cũ ở nhà, mình làm thành một một tác phẩm tiểu cảnh bonsai nha mọi người. Tất cả những đồ này là mình tận dụng hết nha. Cái bông này cũng là cái bông cũ của nhà mình trưng năm ngoái, mình cắt lại mình gắn vô cây bonsai nha. Cái này là nhánh huệ mình cắt ra nha. Đây, cái màu màu nâu này là cái chậu bị bể nha mọi người. Còn ở dưới là cái dĩa nha, cái dĩa cũng bị mẻ cái miệng rồi nha. Mình gấp lại mình dán keo nha. Đó. Mình làm thành nguyên cái chậu mới. Còn núi này thì bằng mốt nha mọi người. Mình sơn giả đá vô. Giống đá nha, giống đá không? Giống nha. Đó. Còn cây bonsai này thì mình làm bằng băng keo nha mọi người. Băng keo vàng. Ở trong có dây chì nha. Đó. Bẻ thành nguyên cái thân cây bonsai. Đó, cái gốc cây nè. Mọi người thấy gốc cây đẹp không? Cây ôm đá nha, đó. Cây này cây đào nha. Quá đẹp. Cái này shop qua nhà mình làm để bán Tết nha mọi người. Còn cái này là mình cũng có làm một cái video hướng dẫn cho mọi người làm cỏ nhân tạo á nha. Bằng mặt cưa. Rồi mình trộn với màu vô. Trộn với màu xanh lá cây vô thì nó sẽ thành cỏ nha. Từ những đồ tưởng chừng như bỏ đi ha mọi người, qua óc tưởng tượng, trí tưởng tượng của mình và qua bàn tay khéo léo của mình ha, biến nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật nha mọi người. Cây bonsai tiểu cảnh. Mọi người đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Mình sẽ còn làm rất là nhiều cây độc đáo nữa nha. Từ đây đến Tết. Mọi người đăng ký kênh để có được những mẫu cây mà của mình làm nha. Từ cây nhỏ tới cây lớn. Nhiều loại.
Cảm ơn tất cả mọi người đã xem kênh nha. Xin tạm biệt mọi người.